Chào cả nhà nha. Thì hôm nay thằng có cho choi lại nữa nè cả nhà. Thì cái choi choi này thì thằng lựa ra nó to to gì để thằng bán cho bán tươi nha. Bán tươi. Thì thằng lựa ra nè. Cái này thì choi choi tươi nha. Cái thau này thì thằng bán tươi. Đó, chút nữa thằng sẽ vô bịch nè. Thằng bán tươi. Còn cái choi choi này thì thằng sẽ đem đi phơi khô nha, phơi khô một nắng nha. Hôm nay về choi choi nữa cả nhà. Thì choi choi này thì rất ngon. Làm gì vậy? Ăn đậu á. Phá hả? Không. Phá hả? Không. Sáng rồi kìa. Rồi thôi thôi, hết biết luôn. Chưa tắm rồi. Nguyên đội quân đang phơi khô cho choi. Khô cho choi là phải sắp thẳng vậy nè. Đội quân này phụ bà nội với mẹ phơi cho choi bữa nay chủ nhật rồi. Ở nhà phụ phơi. Khô đang có nha cả nhà. Tôm khô này là tôm khô vừa vừa nhỏ nhỏ nha, không có được bự. Cái này giữ trong mát không nha, không có để ngoài. Để ngoài khô của mình nó ngon. Tại khô này đa số khô hàng phơi không có mấy khô không á. Khô này là khô cá nhát. Khô cá nhát sẽ cả nhà có ăn khô cá nhát thì gọi cho hàng nha. Cái này là cá nhát sẻ. Cứ vô bịch một ký thì mình vô vậy đó, có tối thì hàng vô bịch rồi, có tối thì chưa, còn ấy là không có mối, không có mối ăn thì nó hơi ngọt ngọt. Cô này là cô chỉ vàng, đây cô chỉ vàng nha, cô cá chép chèo như còn nằm bên tủ đông bên kia, cô cá chèo đỏ này nha. Bây giờ đặng nắng thì nó ngon vậy nè, hổm thì không đặng nắng thì khô cá kèo đỏ không ngon nha. Nhưng hôm nay thì nắng nhiều quá nên phơi khô cá kèo đỏ rất là ngon. Đây là cái này thôi. Khô cá lưỡi húi. Khô cá lưỡi húi với khô cá kèo chỗ chung nè cả nhà. Đây. Thì vô một bịch tí một ký vậy nè. Đó, mình cứ vô một bịch tí một ký vậy đó. Thì ai ăn thì gọi cho hàng nha, khô cá kèo nha. Cái gì hằng cứ vô một ký, cái này nó nắng nhiều quá cho nên nó ngon hơn, còn hổm không có nắng nhiều cho nên không được ngon. Hổm này là tôm khô nhỏ khô thiên nhiên đó nha, của hằng khô thiên nhiên nha. Rồi hằng vô bịch nửa ký nè, chứ hằng mua máy hút chân không về hút mới được.
chơi cả nhà. Chơi đây. Đó, mình phơi trên cái dĩ này nè, mình phải sắp nha. Sắp cho nó ngay thẳng đàng hoàng vậy nè. Đúng không? Có phải mà mình muốn thảy sao mình thảy. Mình phải sắp cho nó ngay vậy nè. Rồi sắp cực lắm. Từng con vậy đó, cực lắm. Còn ở đây thì hàng phơi khô chèo nha. Cái chèo nè. Cô này mình phơi hôm qua nay, giờ mình lật cái bè này lên nhìn xem là thịt không ạ. Cô này thịt không ạ, cô này làm gỏi rất ngon lắm á, à, nó thịt á, chiên cơm cũng ngon. Cái này chở được nè, còn cái kia thì nó hơi còn hơi tươi á. Dạ. Mình trở lại sơ qua cái nữa là mình đem vô được cả nhà. Cái này khô mọc nó mau khô lắm. Bên nó làm sao mà ớt còn nguyên vậy bên. Chả cá của thằng nào nè. Chả cá măng á. Bây giờ mình làm một cán gà. Bỏ vô bịch cá ngay như này, vừa như này. Xíu nữa mình đem đi chiên. Nó dẻo quá, nó dài nên đâu có dính đi. Thấy hải à? Thấy hải. Mình đang luộc thịt. Rồi mình chiên chả cá, mình chiên đậu hũ nữa là xong. Mắm cơm. Cho nó thơm lên. Chanh vô quậy cả nhà. Một xíu đường đi. Ít đường vô. Nãy giờ mình cho chanh vô rồi. Nãy cho hai trái chanh vô rồi. Quậy lên. Chanh vừa ăn. Chiên. Nó có mỏng. Chiên chả cả nhà. Bên này có máy chiên rồi. Này rau cải nữa. Ít rau cải này nữa. Này lá tí tô. Cô này tiếp tục nữa. Ngày ai ăn gọi cho hàng nha. Cô này nhậu thì hết sảy rồi. Ăn không thì ngon luôn. Ăn cơm thì cũng được. Chấm mắm mè. Nói chung mà cô này lớn tuổi già trẻ gì ăn cũng được hết trơn á. Tại vì cái khô choi choi này thì nó cái xương nó mềm. Nó ăn ngon, nó béo. Có trứng nữa. Giờ thằng phơi rồi nè. Dần vô bọc vậy nè. Vô bịch vậy mình thấy tủ đông nha. Mời cả nhà ăn bún đậu mắm tôm nha. Cái này là trứng mực. Trứng mực hàng nghe anh Phúc nói á, anh Phúc Phúc béo á, chị Thảo á, nói là trứng mực này mà chấm mắm tôm á, luộc chấm mắm tôm ngon lắm. Rau á, ăn kèm chung á, gồm rau salad nè, cái này là lá tía tô, rau thơm. Nhà hàng thì thích ăn mấy cái rau này, tụi nhỏ thích ăn thì hẳn mua thôi. Chấm mắm tôm ngon lắm, mẹ hàng thì chấm mắm tôm này. Ngon. Ngon.
gửi lên trên Phúc á mua. Mua con máy lưới mà phải làm mực á, mực mà mực đám cưới rồi á, một cái nó bán lại làm mua. Ngon á, ăn rồi bùi bùi ngon kìa. Nguyên ăn ngon luôn. Cá mắm tôm ngon rồi. Trứng mực cá mắm tôm. Mà thường Cú Tí á, Tí Tiêu Sài Gòn á, nó kêu bằng Ngọc Dương. Có tình cứ kêu hoài mẹ. Mấy đồ mắm tôm nó đang cho. Cái miệng nhỏ quá ăn không cuốn con cuốn gì ăn không được. Nước thấm vô. Ngon quá. Ăn dưa không? Ăn dưa ăn chua quá. Ăn dưa. Nguyên có chợ cả nhà chưa à? Chị gọi lại cho em nha chị, hôm qua chị đặt một cái mối một ký tôm 10 con với gì nhúng phải Cần Thơ không á, không Điện Đường á, Vĩnh Long cái gì đó, một ký tôm khô, tôm khô bự gì nữa. Nhiều món lắm mà giờ quên rồi. Có ghi rồi, rồi giờ qua từ đây nha. Mắm này ngon hơn bên này. Từ đây thì chị uống nước ha. Bữa nay đi đi học thêm nhà bạn. Chị bạn đi nhà. Tại vì lớp 12 rồi. Mỗi đứa nó có một cái ngành khác nhau. Tại vì cái hai Bi với bạn cũng Bi chọn cái ngành gì đó. Mà nói về dân tộc người Khmer vậy biết không? Bây giờ hai đứa nó đang nghiên cứu á, đi học với bạn. Trứng mực này ngon rồi nha, phá trứng mực rồi đó. Phá cái tô này thơm ngon rồi. Cái nào
nâu nữa cả nhà ơi. Cái nâu đây, cái nâu mới vô đây, mới về đây. Qua trời con nào, con này nó ú rồi. Chút xíu nó hàng cũng gửi nha. Rồi nó nhỏ nhưng mà nó ú rồi nè cả nhà. Ô con nào con này mà nó ăn một cái tới cái lưng nó dày cái nè. Ừ, lưng nó dày mà nó tròn lùi, nó y như bé Bình vậy trời. Nó Bình nó tròn lùi cái cả. Còn cá nâu thì giống y như bé Bình nha. Cả nhà có ăn á thì gọi lại cho Hằng nha. Số điện thoại của Hằng là 0869176296. Cả nhà ơi, cả nhà giùm gọi điện cho Hằng đi chứ, tại vì Hằng báo giá thì Hằng có báo giá được nha. Tại vì cái cua tôm hoặc cá tùy theo nó lên giá, lên xuống nó theo thời giá. Nhưng mà nếu Hằng bán được thì nhiều khi Hằng lúc mua mắc thì Hằng cũng bán giá đó, mà mua rẻ thì Hằng cũng bán giá đó thôi. Thì nhiều khi nó mắc quá thì Hằng mới lên giá thôi, chứ cũng vậy. Nhưng mà tại nó theo thời giá đó, cho nên cả nhà mà có hỏi với Hằng trên clip thì Hằng cũng không có trả lời được nha. Có gì cứ cả nhà cứ gọi điện lại cho Hằng đi, thì được thì mua, còn không được thì thôi, chứ đâu có sao đâu. Thì Hằng sẽ báo giá. Thì thùng đồ này Hằng gửi cho em Hằng cả nhà. Thì cái này là khô cá mối nè. Khô cá mối này nó hơi mặn. À, nó hơi mặn. Thì em nói là nhà em, chồng em không thích ăn cái ngọt ngọt, thì Hằng lấy cái này là hơi mặn nè. Còn cái loại kia thì nó hơi ngọt hơn một xíu. Thì còn cái này là khô Hằng làm nha. Khô cá chép chèo Hằng làm. Cái này choi choi, em lấy nửa ký choi choi. Cái này hơn nửa ký nè. Thì Hằng gửi lên cho em Hằng. Cũng trùng tên luôn, nhưng mà em Hằng này ở quận 7. Con này là tôm khô nha cả nhà. Tôm khô. Tôm khô lớn nha. Thì em Hằng ở quận 7 á. Thì còn thêm một Hằng kia nữa. Hằng kia là bữa nay Hằng gửi tới hai Hằng lần. Thì một Hằng kia thì ở cái gì? Ở gì đây nè? Như là gần bến xe miền Tây hay sao á. Em kia là ở gần bến xe miền Tây. Bây giờ Hằng đóng thùng Hằng gửi cái nhà. Em Hằng này thì mua khô. Khô với mua 2 ký tôm nãy là như là 8 con. 7 con ký cái gì? 7 con ký gì? 7 con gửi. 7 con gửi. Với cái nâu. Lấy cái cá nâu ăn thử luôn. Với cá khoai. Thì trong cái thùng này nè, Hằng đã đóng rồi nè. Bây giờ Hằng kiếm gì Hằng kê lên nặng cho mấy cái khô này lên nữa. Vô nữa là cho đá lên vậy nè. Cái này mình cho thêm đá nữa là mình cho khô lên nữa là gửi đi được, đóng thùng được rồi cả nhà. Bảy đôi, 5 con 2 kg.
À, cái này là giờ này đóng thùng gửi đi. Hai con cua gạch đầy nè. Còn nứt luôn rồi nè cả nhà, đỏ tươi nè, thấy chưa? Lòi ra nè. Đó, con này cũng vậy nha. Với cá nâu với chòi chòi thì chút xíu cái này thì thằng đem ra chòi thì hôm nay nghe nói nghe Tâm nói ngoài có hai anh chị nào ở đâu xuống á, không biết nữa. Thì giờ thằng còn ở đây nè, 7 giờ mấy 8 giờ còn ở đây nè. Bởi vì anh chị xuống chơi với anh Tâm với mấy đứa em ngoài này. Còn này là của em Hằng ở quận 7. Ủa, phải không ta? Hả? Cái này quận 5 hả? À? À, cái này là của em Hằng ở quận 5. Còn em Hằng ở quận 5. Còn cái túi cua này của em Tuấn Vũ. Cái thùng, còn cái thùng bự này là của em Hằng đó. Em Hằng mà quận 5 á. Em nhận tại trên xe. Đây là của em Hằng quận 5. Bữa nay Hằng Trà Vinh, Hằng Duyên Hải gửi cho hai Hằng ấy. Cái này Hằng này thì lấy ở gần bến xe miền Tây. Ở bến xe miền Tây hồi mình qua mình đi mình phải hỏi cái xe nào mà sáng nó lên tới bến xe miền Tây vậy. Xe Khang. Không. Xe 2 giờ mấy nó đã lên tới rồi. Người ta xuống lấy hơi xa. Chút nữa mình đi gửi mình điện cho người ta. Mấy cô chú nói là Bi đừng có cắn bằng răng kìa. Bi không có được cắn bằng răng. Nó có chất độc gì đó. Con chưa nghiên cứu vấn đề. Con dán thì chắc chưa tài. Rồi giờ đi cái nhà đi ba thùng rồi đi. Con thứ hai còn cái bịch này thì sợ hồi hai con cua nó bò đi không có bịch hộp nó lắm. Thôi giờ lên xe đi nè. Nhà này đầy đủ mặt báo quan, cái này là thanh niên trong năm. Người ta đóng thùng tôm cua là ta mặc đồ ta phải đóng thùng vô lơ vậy đó. Đi học về lo phụ mẹ đó, mẹ làm luôn cho nên phải vô lơ vậy đó. Còn anh này được có cái là được mua nước đá thôi chứ không được gì. ba thùng đồ với ba hai giỏ cua cả nhà ơi. Thì lên là quận năm hết với một qua thì đi bến xe miền Tây. Anh Hằng với Bi với hai mẹ con chở ra ngoài bến xe Duyên Hải. Đây là cầu Long Tòn. Cầu Long Tòn cả nhà ơi. Cầu giờ mình đi xuống dưới cầu. Mai nước lớn quá trời luôn. Phải chịu nước ngập luôn á. Ngập phải ở chỗ cái ngập lên tới trên bờ kè này luôn. Đây cái đường lên bến xe. Chuẩn bị lên bến xe. Sáng là người ta đã nhận được hàng.
xe gì hải.